giải đáp cái cú đánh mà 10 trúng 8 hôm bữa mình đố các bạn nha. Hai cái bi này nằm côn bằng nhau các bạn và dính vô nhau các bạn, côn dính luôn sát dọc. Bi cũ mình còn lại là sát dọc luôn, dính vô dọc luôn. Và nhiệm vụ chúng ta là muốn trúng 1 điểm bây giờ các bạn. Và bây giờ thử thách 10 trúng 8 bắt đầu nha các bạn. Sau đây mình sẽ sắp cái bi một vàng một đỏ trên góc cùng trên bên trái, hai chiếc bi sát vô nha các bạn. Và cái trái bi chủ của mình sẽ nằm góc dưới cùng bên phải. Và cái áp phê của mình là ở khu lễ phê nằm ở mũi 2 giờ. Mình đánh thục mạnh vào cái bi vàng hơn nửa trái một tí và là nó sẽ trúng. Đây mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem. Và đây là mặt chiếu bằng. Còn đây là mặt chiếu đứng. Rồi mình thục mạnh vào. Đây nó là 100% sẽ trúng nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.